Hello, xin chào tất cả mọi người đã tới với kênh của Slipper các bạn ơi. Các bạn thấy khuôn mặt của mình giống như bị điên khùng khùng á mọi người ơi. Mà sáng nay á, mẹ mình đập dậy sớm quá mọi người ơi, mình chưa kịp ngủ luôn á. Mà mẹ mình bắt mình chơi trôn obi nha mọi người. Mình không biết cái trò này chơi như thế nào hết. Mà các bạn thấy không, nãy giờ mình đã vượt qua được rất là nhiều thử thách rồi. Nhưng á, mình vẫn không hiểu nổi cái trò chơi nha mọi người. Người ta nói á, đông tết the red thì không lẽ... Oh my god, đông tết the red là đừng có chạm vào màu đỏ nha mọi người. Ủa, nếu mà không chạm vào màu đỏ thì chúng ta đi đường nào nha mọi người? Mình cũng không hiểu luôn ấy. Nè, giờ đi đường này. Ồ, giờ nếu như mà không chạm vào màu đỏ thì chúng ta đi đường nào? Ồ, à các bạn ơi, mình hiểu rồi. Nếu như mà các bạn không chạm vào màu đỏ thì các bạn treo lên cái bảng này như mình nè. Rồi ok, nhảy qua đây. Oh my god, sao mà khó quá. Mình nghĩ đây là một cái màn nó rất là khó nha. Không biết từ nãy tới giờ mình đã chết bao nhiêu lần rồi, mình cũng không hiểu luôn á. Không biết hôm nay mình có vượt qua được cái chỗ này không. Đây là thử thách của mẹ mình dành cho mình. Nếu như mà mình đạt được hết tất cả các thử thách ở đây thì mẹ mình sẽ thử cho mình một món quà rất là to. Đó là một cái PS5 nha mọi người. Một cái máy chơi game luôn đấy. Mình thật sự là mình không thể hiểu nổi luôn cái trò này chơi như thế nào luôn á. Rồi ok, mình thấy cái trò này rất là dễ chết luôn á. Chưa bao giờ mà mình gặp cái trò nào dễ chết như cái trò này. Oh my god. Ủa, giờ đi đường nào nữa ta? Cái này hơi bị khó nha. Mình cảm giác như mình đang ở trên một cái thiên đường nha mọi người. Wow, vừa chơi là đã tới thiên đường rồi. Ôi, vậy là đi đường nào? Ôi các bạn ơi, bên kia có người thì kìa các bạn ơi. Wow, có cái thằng này nó có vượt qua không? Bin bin. Wow, tính ra là nó vượt qua luôn ấy. Thôi bây giờ mình sẽ cố gắng và mình vượt qua chỗ này nha. Các bạn thấy đường đi không? Nhưng thật ra không phải là đường đi nha đâu nha các bạn. Các bạn phải đi trong cái lỗ này nè. Đó, thấy chưa các bạn? Đây là một cái lớp chân không nha mọi người. Remember the rock from the right. Oh my god, nó kêu á, cái đường nằm bên tay phải. Ok, úi sao đi không được ta? Đúng là cái màn chôn luôn ấy. Khổ thân, không biết ai tạo ra cái map này nữa. Thôi mình sẽ đi đường. Ôi, oh my god. Đi ra đây đường luôn nè. Trời ơi, mình đang ở trên chân không, mình đang ở trên thiên đường mọi người à. Wow. Ôi, no. Các bạn thấy chưa, cái thằng này nó vừa đi là nó chết ngắt luôn á. Ui, giờ bây giờ là mình không biết là mình sẽ đi đường nào nha mọi người. Không lẽ leo lên đây ta? Oh my god, chắc đi đường này rồi. Ồ, bây giờ sẽ đi đường nào ta? Giờ vẫn không biết là sẽ đi đường nào luôn ấy. Cái trò này đúng trôn luôn mọi người ơi. Có cách nào đi ra khỏi chỗ này không mọi người? Các bạn nhìn khuôn mặt của mình này kìa. Khuôn mặt của mình như bị tâm thần đó mọi người. Nhìn là thấy dại rồi. Nhìn là muốn chơi rồi. Rồi ok các bạn, bây giờ mình sẽ tìm con đường và mình sẽ thoát ra khỏi chỗ này nha. Ủa sao cái đường này khó đi ra? Giờ phải làm sao đây? Các bạn, ở đây có một con đường nè mọi người ơi. Giờ mình... Oh my god. Trời ơi, ở đây có một con đường mọi người ơi. Yeah, và các bạn ơi, sau một hồi mình thử đi thử lại thì mình đã tìm được con đường tới với ánh sáng rồi nha mọi người. Mình đã ở trên thiên đường rồi mà còn làm khó làm dễ mình nữa chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bay qua những cái khúc này và đến được cái khúc bên kia là chúng ta sẽ chiến thắng nha. Rồi ok, cái đoạn đường chiến thắng này thì rất là xa luôn. Mà nhìn cái khuôn mặt của mình thôi là các bạn muốn cố gắng rồi đúng không mọi người? Mình nhất định mình sẽ chinh phục cái trò này, bởi vì đây là lời thách thức của mẹ mình. Nếu như mà mình không chinh phục được trò chơi này thì trưa nay mình sẽ không được ăn cơm đâu nha mọi người. Wow, bây giờ không lẽ chạy qua đó? Người ta kêu run là run đi, còn nhảy qua làm gì? Màu mè, đúng là cái bạn này Vingo 08 này màu mè quá. Bây giờ không mình, ê mày nhảy trước đi, mày nhảy trước đi. Nhảy trước đi, hai thằng bệnh tâm thần như nhau thì thằng nào đi trước chết trước mà không được. Rồi ok, bây giờ mình thử trước nha. Oh my god, mình hiểu rồi. Các bạn ơi, mình đang tham gia cái thử thách này mà các bạn thấy không, trời đang đổ tuyết rất là nặng luôn. Mà các bạn nghĩ sao mình nhảy lên trái banh này lỡ khi mình chết đó? Các bạn thấy không, mình sắp sửa là mình rớt luôn á. Hên là trái banh này còn nhám nha, nhám chân mình dễ đi. Còn trái banh mà tròn ơi là tròn á là mình sẽ không bao giờ đi được nha mọi người. Wow, ui, cái gì vậy má? Mới đụng lên cái cục màu đen đen là chết luôn rồi ấy. Các bạn ơi, người ta nói cái trò này là trò lừa mà, nên các bạn đừng có tin vào cái trò này nha. Ui, à mình hiểu rồi. Đó các bạn nhớ những cái bước chân mà mình chơi cái trò này nha mọi người. Ui, tính là mình chết luôn ấy. Bây giờ mình không biết đi đường nào nữa ấy. Các bạn ơi, mình thấy cái trò này á chôn rất là kinh khủng luôn nha. Cái cục đá này nè, các bạn nhảy lên là chết nha. Đó các bạn ơi, bây giờ cho thằng Faurix nó nhảy lên trước đi. Còn bây giờ mình sẽ nhảy lên sau đó, mình sẽ theo chân. Trời ơi, vừa nói là đi theo chân thằng Faurix mà mình sợ quá mọi người ơi. Đó các bạn thấy mình chết rồi thấy không? Đó, mình sẽ leo lên đây. Đó. Trời ơi, coi thằng Faurix nó chơi như thế nào thì mình sẽ chơi như thế đấy nha. Oh my god, sao nó chơi hay quá vậy? Sao nãy giờ mình không thể nào mà thoát ra khỏi cục đá này? Sao khó vậy ta? Oh my god. Thấy nó nhảy qua bên này thì mình nhảy theo thôi chứ mình không biết gì đâu.
Oh my god, giờ phải nhảy theo đây sao đây mọi người? Này hơi khó một tí nha. Thôi mình nhảy liều lên luôn đi mọi người. Được không? Được thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Mình vừa nhảy liều lên á thì được luôn. Còn nãy giờ mình cố gắng mình tập trung nhảy thì nhảy không được nha mọi người. Giờ bây giờ ở bên chỗ này cũng vậy. Nếu như mà các bạn đụng vô cái cục đá màu đen này nè thì các bạn sẽ có cơ hội chết rất là cao. Đó, mình đã biết rồi. Nên mình sẽ không bao giờ muốn chân mình đụng vô phải cục đá màu đen. Sau cái trò chơi này thì tất cả cái cục đá màu đen ở nhà mình thì mình sẽ đập vỡ toang hết luôn mọi người. Bởi vì mình tức quá nãy giờ nó không cho mình nhảy lên luôn ấy. Bây giờ đi đường nào đây mọi người? Thôi chơi liều đi. Ô, các bạn ơi, trời ơi, vừa nói luôn á. Trời ơi, các bạn thấy không? Đó, mình không biết là bao nhiêu bước chân tới đó được nha mọi người. Giờ không biết sao đây. Rồi, ok. Các bạn ơi, mình ơi. Tính ra là có một cái đường nằm bên phía bên này luôn nha mọi người. Đó, các bạn thấy không? Đó, có một cái đường nằm bên phía bên này luôn. Mà mình cũng không hiểu sao á, cái đường này nó không nối lên đây cho mình đi. Đó, các bạn thấy không? Oh my god, giờ đi qua đây làm sao đây? Đó, thấy chưa mọi người? Ở đó phải có cái gì đó để mình có thể mà nhảy qua được. Nếu như mà không có cái gì thì sao mà nhảy? Đó, bây giờ mình nhảy liều luôn. Nếu mà không liều á thì các bạn sẽ không thoát qua khỏi trò chơi này đâu mọi người. Các bạn ơi, mình nghĩ cái trò này á như là mò kim đáy bể cho mọi người. Nãy giờ mình chưa vượt qua được cái chấm đen này luôn á. Sao mình chơi ngu quá vậy mọi người? Mình cũng không hiểu luôn ấy. Nãy giờ bạn bè của mình á đã vượt qua các level khác nhau rồi. Cái thằng da kim nó nghỉ luôn rồi mọi người kia. Trời ơi, bây giờ chỉ còn một mình thôi, đơn côi lẻ bóng ở trong cái đường này. Giờ phải làm sao đây? Mình đã ở trên thiên đường nhưng mà ui, ui ui các bạn ơi. Các bạn thấy gì chưa? Đó, mình đã thấy một cái gốc lác rồi nha mọi người. Đó, các bạn ơi, đây là một cái gốc lác nha. Ui, các bạn ơi, mình thành công tìm được gốc lác rồi nha mọi người. Wow, các bạn đừng nói cho ai biết là mình biết gốc lác nha. Rồi, ok các bạn, mình đã thấy gốc lác rồi. hên quá mọi người ơi. Đây là con đường duy nhất để tiếp đến. Các bạn ơi, đây là con đường duy nhất dẫn đến thành công mà một mình biết thôi mọi người ơi. Hay quá, các bạn đừng nói chỉ cho ai hết nha mọi người. Các bạn xem kênh của mình là các bạn biết cái trò chôn obi này có một gốc lác rất là hay nha. Thông minh lắm. Hôm nay mình nhất định là mình thắng cái giải thử thách này đối với bạn mình rồi. Và trưa này là mình có cơm ăn rồi. Dạ, các bạn ơi, bây giờ có gì đâu khó, mình đã thấy được cái gốc lát rồi nha mọi người. Rồi bây giờ mình đi thôi. Trời ơi, nãy giờ làm mình nhảy chích ba luôn. Bây giờ có cái gốc lát đi nhanh thôi chứ. Rồi ok, nè các bạn thấy không, đây là cái gốc lát mà chúng ta cần đi nha mọi người. Oh my god, giờ làm sao băng qua cái này đây? Ồ, à hiểu rồi, suy ra cái này mình có thể bay lên được. Cái này mình bay từ từ thôi nha mọi người. Các bạn bay, mình nghĩ là bay được mọi người. Trời ơi, có bao giờ đi leo được tường đâu mà biết, có bao giờ đi ăn trộm đâu mà biết. Các bạn thấy không, bây giờ mình đang ở trên một cái tường rất rất là cao luôn á. Ôi my god, mình đi. Ôi tính ra. Ôi, cái gì vậy má? Oh my god, mình hiểu rồi mọi người. Bây giờ mình phải bay lên đây và mình sẽ làm cái chiến dịch và là đi ở trên tường. Rồi ok. Cố lên, cố lên, cố lên. Bây giờ mình phải cách cách tốt nhất là đi ở trên tường thôi mọi người. Phải có cách nào chứ? Phải có cách nào đó để vượt qua cái tường này mọi người. Oh my god. Ui, có thằng bạn mình bên kia mà kìa mọi người. Đó, các bạn thấy chưa? Mình bắt buộc là mình phải vượt qua cái tường này. Đó. Wow, các bạn ơi, sau thời gian cố gắng thì mình đã vượt qua cái tường một cách đơn giản nhất luôn nha. Bằng cách rất là đơn giản, các bạn chỉ cần nhảy 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 như thế này nè là các bạn đã vượt qua rồi. Các bạn không cần phải làm theo cái gì hết nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới với con đường tiếp theo. Ủa sao thằng kia chết mất tiêu rồi? Oh my god, ở đây mình lại không thấy con đường nữa nha mọi người. Wow, bây giờ mình phải cố gắng, mình nghĩ là đi qua phía bên trái hoặc đi qua phía bên phải thôi thì chúng ta mới có đường. Wow, cái này là không có đường cụ thể để cho mình đi đâu nha mọi người. Cái này rất rất là khó đi luôn á. Bây giờ mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao mình mới thấy con đường đây? Mình nghĩ là ở đâu đó bên trái bên phải có một cái con đường thôi nha mọi người. Tại vì cái trò chôn obi này á thì nó rất rất là cực khó nha mọi người, rất rất là cực khó luôn. Đối với mình là như vậy, bởi vì chúng ta đâu có thấy đường đâu. Nếu mà thấy đường thì dễ rồi, cái này là không dễ dàng ăn của ngoài nha mọi người. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cố gắng nhảy qua cái trò này nha mọi người. À, các bạn ơi, mình biết cách nhảy rồi, bây giờ chúng ta phải bắt buộc nhảy xéo nha mọi người. Các bạn mà nhảy thẳng thì các bạn không bao giờ qua được cái trò này đâu nha mọi người. Đó, các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình phải nhảy xéo ra và mình đi vô lại nha. Đó, ui cái vòng tròn ở giữa này. Nếu mà đi mà rớt xuống đây chắc chết ngắt quá, về với ông bà quá. Ui, ui 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 ui. Dạ,
Ui cái gì vậy má? Quay quay. Hay thì chứ. Mình đang ở trên chân không nè mọi người. Mình đang leo ở trên chân không nè. Mình cũng không hiểu tại sao mình có thể leo được như vậy luôn á. Ui tất cả những thứ trên này đều tan hình. À các bạn ơi, ở bên đây á có một cái lớp tường nha mọi người. Đó các bạn thấy không? Ở đây có một cái lớp tường. Nên mình bắt buộc mình phải leo lên và mình rớt xuống lại. Wow. Trời ơi, When Were Einstein Born là ông Einstein sinh năm bao nhiêu? Mình đi 1879 đi. Wow, vậy là mình qua được rồi kìa, mình đoán lùi luôn. Các bạn ơi, các bạn thấy cái khuôn mặt của mình ngáo ngơ không? Như bị tâm thần ra á, mà mình có thể đoán được ông Einstein sinh ngày mấy. 1 cộng 1 bằng 2, các bạn ơi, các bạn nên là chọn là 4, mình chắc chắn. Ôi my god. Thôi thôi thôi, 1 cộng 1 là 2 là đúng rồi đó. Nó hỏi gì đây? Nếu mà tôi là bạn á, và bạn là tôi, who is the dumb, kẻ nào ngốc hơn? Thì tất nhiên là bạn rồi, là me, là tôi là người kẻ ngốc. Bởi vì nãy giờ tôi có vượt qua đây được đâu mà. Thì tôi cho bạn thông minh hơn tôi luôn đấy. Rồi các bạn ơi, bây giờ tiếp tục, bây giờ là mình sẽ đi tới đâu? Ui ui, trời ơi, các bạn ơi. Rồi, mình tưởng là mình chết mất tiêu rồi chứ. Các bạn thấy không, mình vừa bay qua một cái cầu thang rất rất là to luôn. Trời ơi, mới run bắt hai à. Bây giờ, ui cái gì này má? Ây, no. Cái gì má? À, bây giờ mình phải, cái gì? À. Các bạn ơi, lúc mà nó mà tàng hình thì các bạn, trời ơi, nó lại tàng hình lại một lần nữa kìa. Giờ sao qua đây? Rồi ok, trời ơi, mình đã qua không được rồi. Rồi, qua. Rồi ok các bạn, bây giờ mình sẽ đọc, à mình hiểu rồi, mình phải cách liên tục luôn rồi mọi người. Chúng ta muốn qua được cái khúc hồi nãy á, qua được cái khúc này nè, thì các bạn phải bấm cách liên tục giống như mình nha. Rồi ok, giờ mình sẽ nhảy lên đây rồi. Ơi không biết coi cái gì xảy ra, cái gì vừa xảy ra vậy mọi người. Cái này chắc mình phải nhảy lên. Các bạn ơi, ở khúc này nè rất rất là khó luôn, bắt buộc các bạn phải nhảy nhanh lên, nhảy nhanh hơn mình nữa. Ui oh my god, giờ làm sao mà có thể nhảy nhanh được. Ui trời ơi, cái thằng kia nhảy. Cái này là phải trình độ parkour rất rất là cao luôn mới nhảy qua được cái chỗ này thôi á. Mà parkour tệ tệ như mình là không bao giờ mà nhảy qua được đây luôn á. Chắc là hôm nay là mình không được về ăn cơm trưa với mẹ mình rồi. Nope. Thôi bạn ơi, bạn ơi, ôi bạn ơi. Đó các bạn thấy không, ở đây chúng ta bắt buộc phải nhảy nhanh hơn là thần nữa, thần gió nữa, chúng ta mới có thể. Ui cái thằng kia nó vượt qua được luôn rồi kìa mọi người ơi, nó nhảy hay quá mọi người ơi. Sao mình có mỗi mình là gà nhất ở trò chơi này hả mọi người, mình không hiểu nổi luôn ấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cố gắng tập trung và vượt qua chỗ này nha. Mày khóc. Khó nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh my god, nó khó thiệt chứ mọi người. Cái này vừa nhảy lên là nó sẽ biến mất nha mọi người. Các bạn phải nhảy nhanh lên. Nếu mà nhảy như mình, như mình là không bao giờ mà thoát nổi cái trò chơi này đâu nha mọi người. Đó các bạn, chỉ có 0.001 giây thôi để thoát khỏi trò chơi này. No. Bây giờ mà mình nhảy không qua được thì sao đây mọi người? Chắc là mình về với ông bà đấy mọi người. Nãy giờ mình đã đi ra khỏi nhà mình rất là lâu rồi ấy. Nãy giờ mà mình vẫn chưa thoát được khỏi chỗ này luôn. Mình chơi quá tệ luôn. Các bạn ơi, thì sau thời gian cố gắng thì mình xin chịu thua với cái trò này mọi người ơi. Cái trò này rất rất là khó, nó không phù hợp dành cho mình mọi người ơi. Nãy giờ mình không thể nào mà vượt qua khỏi được cái trò này. Mình xin chấp nhận thua với mẹ mình luôn. Hôm nay thì mình sẽ không được ăn cơm trưa rồi nha mọi người. Wow, nếu các bạn muốn chơi cái trò nào khó thì các bạn thử vô trò John OB. Mình sẽ để link ở phần bên dưới phần mô tả cho mọi người vô chơi nha mọi người. Xem cái độ khó của trò này như thế nào nha mọi người. Wow, này rất rất là khó luôn ấy. Và chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye các bạn.